Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Ất Mùi 1955 chính xác đầy đủ nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Trong năm 2022 nhâm dần, vận trình có nhiều khởi sắc hơn năm cũ, năm 2021 Tân Sửu. Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tích cực, tình cảm, gia đạo có nhiều chuyện đổi mới. Chính vì vậy, nếu như nói năm 2021 Tân Sửu đối với những người tuổi Ất Mùi là một năm không tốt, có rất nhiều biến cố, biến động, cuộc sống trong năm không được như mong muốn, thì khi bước sang năm mới năm 2022 nhâm dần này sẽ mở ra cho những người tuổi Ất Mùi 1955 có một cơ hội mới, một thời cơ mới để phát triển bản thân, đạt được những điều mà mình mong muốn. Và vận trình cụ thể trong năm 2022 nhâm dần của tuổi Ất Mùi sẽ ra sao? Xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta đón xem trong video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Tổng quan năm 2022 của những người tuổi Ất Mùi. Tuổi Ất Mùi trong năm 2022 vận trình có nhiều khởi sắc hơn năm cũ, năm 2021 Tân Sửu. Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tích cực. Với tình cảm, gia đạo thì có nhiều chuyện đổi mới. Chính vì thế, nếu như nói năm 2021 Tân Sửu đối với những người tuổi Ất Mùi là một năm không tốt, có nhiều biến cố, cuộc sống không giống như mong muốn, thì khi bước sang năm 2022 nhâm dần sẽ mở ra cho những người tuổi Ất Mùi có một cơ hội mới, một thời cơ mới để phát triển bản thân, đạt được những điều mà mình mong muốn. Năm 2022 nhâm dần đối với Ất Mùi mà nói sẽ là một năm tốt đẹp về mọi mặt. Vấn đề tài chính của họ, nếu như đầu tư vào kinh doanh buôn bán sẽ thu lại nhiều lợi nhuận. Sức khỏe cho dù không được tốt cho lắm, ốm đau, bệnh tật cũng sẽ nhanh khỏi nhờ được quý nhân phù trợ. Công việc làm ăn của Ất Mùi trong năm cũng khá tốt, nhưng cũng cần phải đề phòng đối thủ chơi xấu hãm hại. Tình cảm gia đạo có phần thiếu hòa khí, các thành viên trong gia đình hay xảy ra tranh cãi, bất đồng quan điểm, và trong năm này sẽ có chuyện buồn đưa tới. Về phương diện ngoại giao cũng khá tốt, bởi vì có thêm nhiều đối tác, bạn bè hỗ trợ nhau trong công việc cũng như các vấn đề khác trong cuộc sống. Về sao chiếu mệnh năm 2022 của những người tuổi Ất Mùi. Năm 2022, tuổi Ất Mùi nam mạng gặp sao Thái Dương, nữ mạng gặp sao Thổ Tú. Về sao Thái Dương. Thái Dương là chính tinh quân tốt nhất trong số 9 cửu diệu chiếu mệnh hàng năm, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao này chiếu thì tài lộc tiền tài của cải chất như núi, đi làm ăn xa gặp được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới vào tháng 6 tháng 10 âm lịch. Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ khi được sao này chiếu. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang, công danh rộng mở, phát tài, phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may mắn. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu cũng sẽ rất tốt, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, càng ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp chút tài ách vào tháng 6, tháng 10, nhưng đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại cho lắm. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ sau đây. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10, tháng 6 có mà tiền vơ, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra trồi. Sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì. Hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì họa lây. Thái Dương thuộc mộc la cây, mùa thu kỵ lắm khác ngay với mình. Ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, từ khắc với thủy, sinh xuất cho thổ. Do đó, Thái Dương kỵ với các màu thuộc hành thủy là đen, xanh da trời, và màu thuộc hành thổ là nâu, vàng. Thái Dương hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím, và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây.
Nữ mệnh gặp sao này kỵ nhất là vào tháng 6, tháng 10 âm lịch, có thể gặp tai ách xui rủi. Nhưng đây là phúc tinh nên không đáng quan ngại cho lắm. Còn về sao Thổ Tú? Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất nhưng cũng là sao xấu chiếu mệnh, chủ về điều xấu liên quan tới quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại thì kém may mắn. Hạn của sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung, Thổ Tú chiếu mệnh mang điều xấu, nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu như là người chăn nuôi, không nên tính chuyện mở rộng quy mô, hãy cứ tập trung giữ định tài sản hiện tại qua năm tới rồi tính tiếp. Tuy nhiên, những người mệnh thổ gặp sao này thì không đáng lo ngại cho lắm. Trong lòng hay mang nỗi buồn mản mát, tâm lý không vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì lớn. Nếu như bản mệnh là người cao tuổi, dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau: Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bị ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ gạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thiên bố đức việc gì cũng qua. Sao Thổ Tú là một hung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với hỏa, bình hòa với thổ, tương khắc với mộc, sinh xuất cho kim. Do đó, Thổ Tú kỵ với các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, màu thuộc hành kim là trắng, bạc, ánh kim. Thổ Tú hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím, xanh nước biển, và màu thuộc hành thổ là vàng, nâu đất. Năm có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì 6 tháng đầu năm bình thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi, tháng 1, tháng 8 âm lịch dễ có chuyện buồn đau. Vận hạn năm 2022 của những người tuổi Ất Mùi. Năm 2022 nhâm dần, tuổi Ất Mùi nam mạng gặp hạn Thiên La, nữ mạng gặp hạn Diêm Vương. Về hạn Thiên La, khi nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ như sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Tức là người nào gặp phải hạn Thiên La cần đề phòng cảnh chia ly, xa cách phu thê. Mọi việc cần phải nhẫn nhịn để gia đình được bình yên, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện bé xé ra to, lụng đục ly hôn khó mà hàn gắn. Hạn Thiên La chủ về tình cảm tâm lý cụ thể như sau. Về tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ sẽ không được tốt, nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên phải xảy ra tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai không giữ được bình tĩnh, rất dễ dẫn tới cảnh chia ly, gia đình ly tán. Còn về tâm lý, khi gặp hạn Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng buồn rầu, hoặc là gặp phải những căn bệnh kỳ quái dù điều trị thế nhưng vẫn không thể khỏi. Nói một cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt, người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu như ngủ thì hay gặp ác mộng. Cách hóa giải hạn Thiên La. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Về sức khỏe, khi gặp hạn này, sức khỏe gia chủ thường xuyên mệt mỏi, đau nhức, có những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị hao tiền tốn của, thế nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, rèn luyện thể dục, thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá. Về tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp thì hãy cẩn thận trong từng hành động, lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng, nhất là tình cảm vợ chồng. Hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau, thấu hiểu, chia sẻ nỗi niềm buồn vui trong cuộc sống. Đừng cố ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện bé xé ra to. Về tâm lý, để cải thiện tâm lý thì khi gặp phải hạn Thiên La, cần phải bình tâm, suy nghĩ kỹ càng mọi việc,
không nên tự lo âu phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ở mức ở trong lòng. Điều này khiến tâm trạng của bạn càng ngày càng trở nên trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm, mất ngủ, đau đầu. Còn về hạn Diêm Vương, trong dân gian có hai dòng thơ đề cập tới hạn Diêm Vương như sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, dù nâng sản nạn chắc là mạng vong. Nội dung của hai câu thơ này khi đọc lên phần nào đã cho chúng ta thấy sự tốt xấu trong hạn Diêm Vương. Hạn này đặc biệt không tốt với người phụ nữ, và phụ nữ mang thai càng phải cẩn trọng hơn hết. Khi đang thai nghén hay sau khi sinh, lúc này sức khỏe yếu, nếu gặp phải hạn này thậm chí còn nguy hiểm tới cả sức khỏe. Ngoài vận hạn Diêm Vương mang tới cho thai phụ, thì những người có bệnh nhưng không được tiến hành điều trị hoặc không chịu chữa trị cho triệt để, cứ để bệnh tình kéo dài thì nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe là rất cao. Dù trường hợp nào thì tốt hơn hết cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhất là về vấn đề sức khỏe của mình, bởi vì sức khỏe có tác động nhiều nhất trong tất cả các mặt của cuộc sống. Nếu bạn là người có thể chất bình thường, không ốm đau, thì gặp năm có sao Diêm Vương chiếu mệnh thì lại là một năm tốt, tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp, người có gia đình thì hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung có thể khẳng định hạn Diêm Vương là một trong những hạn xấu đối với người bệnh, người đang bị đau ốm, bà bầu. Để hóa giải những điểm xấu, chúng ta cần phải biết quan tâm tới sức khỏe. Với phụ nữ mang thai, vào giai đoạn mang thai hãy cẩn thận, xây dựng chế độ dinh dưỡng, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Đừng chỉ biết đến công việc mà hãy cố gắng nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn. Bên cạnh đó, thường xuyên phải thăm khám định kỳ, tuân thủ các yêu cầu của bác sĩ. Đừng quên đi đứng cẩn thận, ăn uống đảm bảo chất lượng. Ở giai đoạn cuối thai kỳ, mẹ bầu nên nghỉ ngơi tại nhà, không nên đi viếng đám ma hoặc tiếp xúc với người bị bệnh. Còn với những người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn Diêm Vương, hãy nên nhận thức rõ ràng mức độ bệnh tật của mình để điều trị một cách kịp thời và khoa học, tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình. Ngoài ra, cần được xây dựng chế độ ăn uống nghỉ ngơi thật khoa học để nâng cao khả năng đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật. Người bệnh nên biết chủ động thường xuyên rèn luyện thân thể của mình. Còn riêng với những người khỏe mạnh, gặp hạn Diêm Vương thì cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân, hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá hay ma túy. Song song với đó, hãy nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm phát triển sự nghiệp của mình, làm nhiều việc thiện để tích đức, để càng ngày có thêm nhiều phúc hậu. Vận niên năm 2022 của những người tuổi Ất Mùi 1955. Năm 2022, tuổi Ất Mùi gặp vận niên mã trúng đao. Mã trúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu như trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế, rất dễ gặp phải cảnh thất bại. Bản mệnh tốt nhất là mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai, việc mình thì mình làm. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Cuối năm mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tuổi Ất Mùi trong năm 2022 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2022 có 4 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Cụ thể là tuổi Dần phạm chi thái tuế, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, tuổi Thân phạm xung thái tuế, tuổi Hợi phạm phá thái tuế. Như vậy năm 2022 Ất Mùi sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Ất Mùi trong năm 2022 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam ở đây có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai là tai họa. Trong một đời người, cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, Mão và Mùi gặp năm tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Như vậy, năm 2022 là năm Dần, tuổi Ất Mùi sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Ất Mùi trong năm 2022 có phạm phải kim lâu hay không?
Kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hàn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim lâu có 4 dạng. Thứ nhất là kim lâu thân, kim lâu hại cho chính bản thân của mình. Thứ hai là kim lâu thê, là kim lâu hại cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử, là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong gia đình. Và cuối cùng là kim lâu lục súc, đây là kim lâu có thể hại cho gia súc. Với những người làm ăn chăn nuôi thì hạn kim lâu lục súc này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị kim lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì phạm phải kim lâu. Cụ thể, dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục súc. Và như vậy, năm 2022, Ất Mùi 68 tuổi sẽ không phạm phải tuổi kim lâu. Tuổi Ất Mùi trong năm 2022 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hoang ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang. Đây là một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần phải kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc xây nhà gặp phải trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này khi ở trong ngôi nhà đó sẽ nghèo túng, làm ăn khó phát đạt. Sức khỏe, quan hệ gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của hoàng ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. Cụ thể, thứ nhất là nhất cát. Làm nhà gặp tuổi nhất cát sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hành thông thuận lợi. Thứ hai là nhì nghi. Làm nhà gặp nhì nghi sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có. Thứ ba là tam địa sát. Làm nhà gặp tam địa sát, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Thứ tư là tứ tấn tài. Làm nhà gặp tứ tấn tài thì phúc lộc sẽ tới. Thứ năm là ngũ thọ tử. Làm nhà gặp ngũ thọ tử là bị phạm, trong nhà chia rẽ, lên một cảnh tử biệt sinh ly. Số 6, lục hoàng ốc. Làm nhà gặp lục hoàng ốc sẽ bị phạm, khó mà thành đạt. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc đơn giản như sau. Chúng ta lấy chữ số ông chục cộng chữ số ông đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 lục hoàng ốc. Như vậy năm 2022, Ất Mùi 68 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải hạn hoàng ốc. Năm nay bản mệnh có thể xây dựng sửa chữa nhà cửa. Tử vi năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Đinh Mùi 1967, chính xác nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, những cô chú anh chị tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2021 Tân Sửu vừa qua, vận trình của những người này không được lý tưởng cho lắm, do phạm phải cục diện xung thái tuế và có rất nhiều sao xấu chiếu mạng. Công việc gặp nhiều khúc mắc, dễ bị cả điều kiện chủ quan, khách quan tác động cản trở, họa thị phi rình rập, khiến cho tình hình tài chính sụt giảm theo đó. Rất may mắn là khi bước sang năm 2022 Nhâm Dần, những người tuổi Đinh Mùi 1967 vận trình tương đối lạc quan. Đinh Mùi không gặp thái tuế hay các hung tinh quá xấu trong năm. Ngược lại, bản mệnh còn nhận được sự chiếu mệnh của các tinh nên sự nghiệp, tài vận có thể phát triển khá tốt đẹp. Và để biết chính xác đầy đủ hơn nữa về tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ như thế nào, xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tử vi năm 2022 Nhâm Dần của những người tuổi Đinh Mùi. Năm 2022, những người tuổi Đinh Mùi, mạng thủy gặp năm 2022 mạng kim, kim sinh cho thủy, thủy sẽ được lợi, rất tốt. Địa chi Mùi gặp Dần là bình hòa, không xung không khắc. Về thiên can Đinh gặp thiên can Nhâm, Đinh hợp với Nhâm là rất tốt. Kính thưa quý vị và các bạn, những cô chú anh chị tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2021 Tân Sửu vừa qua, vận trình của những người này không được lý tưởng cho lắm, do phạm phải cục diện xung thái tuế và rất nhiều sao xấu chiếu mạng.
công việc gặp nhiều khúc mắc, dễ bị cả điều kiện chủ quan và khách quan tác động, gây cản trở. Họa thị phi luôn rình rập, khiến tình hình tài chính của những người này tụt giảm theo đó. Thế nhưng rất may mắn, khi bước sang năm 2022 Nhâm Dần, những người tuổi Đinh Mùi 1967 vận trình tương đối lạc quan. Đinh Mùi không gặp thái tuế hay các hung tinh quá xấu trong năm. Ngược lại, bản mệnh còn nhận được sự chiếu mệnh của các tinh nên sự nghiệp, tài vận có thể phát triển khá tốt. Sự nghiệp sẽ được nguyệt đức khiến cho công việc của những người này sẽ phát triển rất ổn định. Tuy nhiên về mặt sức khỏe và tài vận thì sẽ không được tốt cho lắm. Những người tuổi Đinh Mùi cần phải cẩn thận hơn bởi có sự chiếu mệnh của hung tinh. Xét về phương diện sự nghiệp, phương diện sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 vận trình sự nghiệp khá tốt trong năm Dần. Đối với những người tuổi Đinh Mùi, bản mệnh có kinh nghiệm làm việc phong phú. Đinh Mùi không bao giờ già ở nơi làm việc, mà bạn thường có khả năng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và các thử thách khác nhau. Không chỉ vậy, những ngôi sao may mắn trong năm Nhâm Dần cũng có thể mang lại may mắn hoặc những cơ hội quý giá trong công việc cho những người tuổi Đinh Mùi. Do đó, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mùi trong năm nay chắc chắn sẽ vô cùng khởi sắc. Bạn mệnh sẽ có cơ hội bứt phá giai đoạn tắc nghẽn trước đó và có thể thăng tiến hơn nữa. Về phương diện tài vận, năm 2022, mặt tài lộc của những người tuổi Đinh Mùi sẽ có vận trình sẽ không tệ. Tuy nhiên do sự xuất hiện của tiểu hao nên vận trình tài lộc của những người này sẽ bị cản trở tương đối nhiều. Việc có quý nhân giúp đỡ về mặt sự nghiệp nên cơ bản tài vận sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng về tài chính thì những con giáp này sẽ không được may mắn như vậy. Đinh Mùi sẽ thường xuyên gặp phải thất bại trong việc đầu tư và quản lý tài chính do vận trình suy kém và các nguyên nhân khác nhau. Do đó, bản mệnh có thể bị mất rất nhiều tiền, trong đó nặng nhất rõ ràng là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán mà không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng có thể bị hỏng không được bảo hành hoặc là bị mất trộm mất cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh những việc đầu tư sai lầm dẫn đến hậu quả xấu. Về phương diện tình cảm, vận trình tình cảm của những người tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 khá tốt. Dưới sự bảo hộ của ngôi sao may mắn Thiên Hỷ, mối quan hệ và tình cảm của hầu hết những người này và bạn đời sẽ đều tương đối ổn định. Tuy nhiên cũng có những lúc mâu thuẫn một chút nhưng hầu hết đều vô hại. Về quan hệ với con cái thì cũng hòa thuận hơn, tuy có khoảng cách giữa các thế hệ đáng kể nhưng về cơ bản hai bên đều có thể quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, vận trình tình cảm của những người tuổi Đinh Mùi trong năm Dần nhìn chung rất lạc quan. Về phương diện sức khỏe, năm 2022, sức khỏe của những người tuổi Đinh Mùi có chút gập ghềnh do chịu sự ảnh hưởng của hung tinh tử phù. Những người cầm tinh con dê chắc chắn gặp nhiều khó chịu về mặt thể chất trong năm nay. Không chỉ có vậy, những tai nạn cũng thường xuyên xảy ra hơn trong năm với những người tuổi Đinh Mùi. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc cơ thể của mình trong cuộc sống, Đinh Mùi cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến các xu hướng bên ngoài, đừng để nguy hiểm đến gần với bản thân của mình, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid đang phát triển một cách rất rộng rãi. Mặt khác, một số người tuổi Đinh Mùi có sức khỏe kém, nên phải thường xuyên vận động để tăng cường sức khỏe, tránh bị các bệnh tật xâm nhập ảnh hưởng. Về sao chiếu mệnh trong năm 2022 của những người tuổi Đinh Mùi. Năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Đinh Mùi nam mạng gặp sao Thổ Tú, nữ mạng gặp sao Vân Hán. Sao Thổ Tú. Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất nhưng cũng là sao chiếu mệnh, chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại thì kém may mắn. Hạn sao Thổ Tú còn được gọi là ác tinh, có tài họa không an yên hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang điều xấu nên gia chủ cần phải để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm tới rồi tính tiếp.
Tuy nhiên những người mệnh thổ gặp sao này không đáng lo ngại cho lắm. Trong lòng hay mang nỗi buồn man mát, tâm lý không vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm đau khó khỏi, da chảy bất an hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì cả. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thổ tú như sau. Thổ tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn. Tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai. Làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao. Mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ. Tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi. Tin người ngon ngọt phải nguy, thì ân bố đức việc gì cũng qua. Sao thổ tú là một hung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với hỏa, bình hòa với thổ, tương khắc với mộc, sinh xuất cho kim. Do đó thổ tú kỵ các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, và màu hành kim là trắng, bạc, ánh kim. Sao thổ tú hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím, xanh nước biển, và màu thuộc hành thổ là vàng, nâu. Năm có sao thổ tú chiếu mệnh thì 6 tháng đầu năm bình thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi, tháng 1, tháng 8 âm lịch dễ có chuyện buồn đau. Về sao Vân Hán. Sao Vân Hán là một hung tinh, là một sao xấu chủ về bệnh tật. Nữ mệnh khó sinh, gặp họa huyết quang, nam mạng bất lợi đường quan trường. Sao Vân Hán chiếu mạng thì gia đình bất an, điền sản bất vượng, mỗi người cần phải tự thận trọng. Nhìn chung Vân Hớn là một hung tinh nhưng cũng tương đối lành, không ảnh hưởng nhiều tới công việc cũng như sức khỏe của mệnh chủ. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn là ăn tiếng nói để tránh những chuyện thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Từ xa xưa, con người ta quan niệm rằng muốn giảm bớt vận hạn do sao Vân Hớn chiếu mạng cần phải giải hạn hàng tháng. Trong dân gian cũng lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tỏa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít, hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hòa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất cho thổ. Do đó Vân Hớn kỵ các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu, màu thuộc hành thủy là xanh da trời và đen. Sao Vân Hớn hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, tím, cam, màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Vân Hớn kỵ nhất là vào tháng 4 tháng 8 âm lịch, cần thận trọng như hạn đã kể trên. Vận hạn năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Đinh Mùi. Năm 2022 nhâm dần, Đinh Mùi nam mạng, nữ mạng đều gặp hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người khác ngủ nhờ, kẻo tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Người xưa có hai câu thơ để diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ trên, ta có thể thấy ngũ mộ là một hạn xấu gây tổn thất thiên hại nặng nề về kinh tế, tài chính và bạc tiền. Trong năm, người có hạn ngũ mộ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát tiền của. Trong đó nặng nhất rõ ràng là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng không được bảo hành, bị mất trộm, mất cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Những người gặp hạn này thường gặp phải thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn bởi vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về mặt tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tài tốn của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình.
Cổ nhân thường có câu nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Những ai có hạn ngũ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau đây để tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình. Thứ nhất, phải nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp, lô đề hay cờ bạc. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế và kinh doanh, nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc, cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, kẻ gian hay lãng phí hào tốn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở ngay tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Vấn niên năm 2022 của những người tuổi Đinh Mùi 1967. Năm 2022, Đinh Mùi gặp vận niên Mã trúng đao. Mã trúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu như trong năm bản mệnh gặp phải vận này mà không biết kiềm chế, rất dễ gặp phải thất bại. Bản mệnh tốt nhất nên né tránh, không nên cạnh tranh với ai, việc mình làm. Trong năm nay, gặp vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Cuối năm mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2022 có 4 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Cụ thể, tuổi Dần phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, tuổi Thân phạm xung thái tuế, tuổi Hợi phạm phá thái tuế. Như vậy, năm 2022, Đinh Mùi sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 có phạm phải tam tai hay không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa. Trong một đời người, cứ sau 12 năm sẽ gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, Mão và Mùi gặp hạn tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Như vậy, năm 2022, tuổi Đinh Mùi sẽ không phạm phải hạn tam tai. Tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng. Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Kim Lâu Thê là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong gia đình. Kim Lâu Lục Xúc là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu như ai đang làm ăn chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy, năm 2022, tuổi Đinh Mùi 1967, 56 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải tuổi Kim Lâu. Tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 có phạm phải hạn hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu nằm nhà vào đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành gặp phải những trắc trở, những khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe, quan hệ trong gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi hoàng ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Thứ nhất là nhất cát, làm nhà gặp nhất cát sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông và thuận lợi. Thứ hai là nhì nghi, làm nhà gặp nhì nghi sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Thứ ba, tam địa sát, làm nhà gặp tam địa sát sẽ bị phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Thứ tư, tứ tấn
tài, làm nhà gặp tứ tấn tài thì gia chủ sẽ phúc lộc. Thứ năm, ngũ thọ tử, làm nhà phạm ngũ thọ tử cũng là sẽ bị phạm, trong nhà sẽ có sự chia rẽ, lâm một cảnh tử biệt sinh ly. Số 6, lục hoàng ốc, làm nhà phạm lục hoàng ốc cũng sẽ bị phạm, khó mà thành đạt. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc, chúng ta lấy chữ số chục cộng chữ số ngân vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Đinh Mùi 56 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn hoàng ốc là ngũ thọ tử. Trong năm này, bản mệnh nên tránh xây dựng nhà cửa hay sửa chữa nhà cửa. Tử vi chọn đời tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2022 Nhâm Dần, chính xác đầy đủ nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Kỷ Mùi 1979 khi bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã bước sang độ tuổi 44. Vận trình tổng quan trong năm 2022 Nhâm Dần với những người Kỷ Mùi khá lý tưởng. Bản mệnh không có thái tuế cản trở cũng như các hung tinh lớn tác họa. Tuy nhiên, những người tuổi Kỷ Mùi cần phải chú ý đến tiểu hao và tử phù sẽ ảnh hưởng phần nào đến con đường tài lộc, sự nghiệp của những con giáp tuổi Mùi này. Vậy thì tử vi chi tiết của những người tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng đón xem trong video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Tổng quan về tử vi năm 2022 của những người tuổi Kỷ Mùi. Tuổi Kỷ Mùi khi bước sang năm 2022, mệnh hỏa gặp năm 2022, mệnh kim, hỏa khắc kim là bình hòa. Địa chi Mùi gặp Dần là bình hòa không xung không khắc. Thiên can Kỷ gặp Nhâm là bình hòa. Những người tuổi Kỷ Mùi 1979 khi bước sang năm 2022 đã bước sang độ tuổi 44. Vận trình tổng quan của những người tuổi Kỷ Mùi này khá lý tưởng. Bản mệnh không có thái tuế cản trở cũng như các hung tinh lớn tác họa. Tuy nhiên, Kỷ Mùi cần chú ý đến tiểu hao và tử phù sẽ ảnh hưởng phần nào đến con đường tài lộc, sự nghiệp của những con giáp tuổi Mùi này. Xét về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 rất mỹ mãn với sự trợ giúp đắc lực của các tinh nguyệt đức. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay phát triển rất lý tưởng, năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc của bản mệnh được nâng lên rất nhiều, đồng thời cũng được ban lãnh đạo trọng dụng, trau dồi tại nơi làm việc. Vì vậy, trong năm 2022, Kỷ Mùi phải nỗ lực gấp bội để không phụ sự kỳ vọng của cấp trên. Con giáp này đừng quá lãng phí vận may do ngôi sao may mắn mang đến. Về phương diện tài vận của những người tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 chỉ ở mức trung bình. Mặc dù thu nhập tài chính trong năm nay có thể được thúc đẩy bởi sự nghiệp, thế nhưng xét cho cùng, năm Nhâm Dần hung tinh tiểu hao xâm phá đường tài lộc nên nó ít nhiều cũng gây cản trở cho con đường tài lộc của những người tuổi Kỷ Mùi. Vì vậy, trong năm Nhâm Dần, Kỷ Mùi phải thật cẩn thận để tránh bị tiểu hao phá vỡ tài lộc. Đồng thời, những người này phải cố gắng hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các hoạt động tài chính như đầu tư tài chính, kẻo bị thua lỗ do tài vận kém, thậm chí lỗ nhiều hơn lãi. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Kỷ Mùi trong năm nay tương đối lạc quan. Với sự trợ giúp của sao Thiên Hỷ, con giáp tuổi Mùi sẽ có vận đào hoa vô cùng mạnh mẽ. Những người độc thân và những người có đối tượng đều được ảnh hưởng của sự vun đắp tình yêu trong năm Dần. Đời sống tình cảm của cả hai trở nên rất ổn định, hài hòa, ít có xung đột hay cãi vã. Về phương diện sức khỏe, trong năm 2022, sức khỏe của những người tuổi Kỷ Mùi giảm sút. Dưới sự xâm nhập của hung tinh tử phù, những người cầm tinh con dê chắc chắn gặp vấn đề về sức khỏe. Trong số đó, tai nạn thương tích là rất dễ xảy ra, chẳng hạn như chấn thương trong các hoạt động ngoài trời, say nắng. Vì vậy mà trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Kỷ Mùi càng phải chú ý đến vấn đề an toàn cá nhân, đừng quá bất cẩn kẻo gặp tai nạn. Sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mùi. Năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp sao Thái Âm, nữ mạng gặp sao Thái Bạch. Sao Thái Âm trong tử vi thuộc âm thủy, là chủ tinh giữa trời,
chú tể của cung Điền Trạch, hóa khí gọi là Phú. Sao Thái Âm là một cát tinh trong cửu diệu của Niên Hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn, sao này tốt cho cả nam nữ mệnh. Trong năm có sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh cầu lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội thu bội tài lộc, được người đời giúp đỡ. Những việc như sửa chữa, dựng nhà, mua bán bất động sản cũng đều cát lợi. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau: Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chặt tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hào tài tốn sức ta đừng có than, bản mệnh chẳng vững không an, phụ người phán phúc vu oan cho mình, đất bằng dậy sóng thình lình, cầu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Vì Thái Âm thuộc hành thủy nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất cho mộc. Do đó Thái Âm kỵ với các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu, màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Thái Âm hợp với các màu thuộc hành kim là trắng, vàng ánh kim và màu thuộc hành thủy là xanh da trời và đen. Thái Âm hợp nhất là vào tháng 9 âm lịch, đường số gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản phong thịnh. Thái Âm kỵ nhất là vào tháng 11, đây là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao này thuộc hành thủy, nên khi thủy khí cực vượng, dẫn đến tâm lý con người có sự biến đổi, sống nội tâm, suy nghĩ nhiều, hay u buồn, lo lắng, trầm cảm. Còn về sao Thái Bạch, sao Thái Bạch hay còn gọi là kim tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ bị hao tốn nhiều tiền của, đau ốm, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Người ăn ẩm mất ẩm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn, bởi kim tinh là một hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần phải chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch thì ví như ánh trăng xuyên qua đám mây, nghĩa là vận trình rất tốt, thế nhưng hay bị ưu phiền vì mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy hết được năng lực của mình. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh cảm thấy khó gần. Theo đó, người ta tin rằng người này bị sao chiếu mệnh trong năm sẽ có thể đối mặt với một số hiểm họa như sau. Thứ nhất, hao tốn nhiều tiền của. Thứ hai, đau ốm, dễ mắc các bệnh liên quan tới nội tạng, nhiều người bị bệnh tật mãn tính khó chữa khỏi. Số 3, thường xuyên gặp phải rất nhiều vướng mắc liên quan tới pháp luật. Số 4, công việc làm ăn lận đận, kinh doanh dễ bị hao tốn tiền bạc, gặp kẻ tiểu nhân, bị kẻ xấu lợi dụng hãm hại, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Bạch như sau: Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao, kim tinh bạch hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưỡi gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền, bi ai tang khó hào tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tủ lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ, ai đau được mình. Thái Bạch là một hung tinh thuộc hành kim nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thổ, bình hòa với kim, tương khắc với hỏa, sinh xuất cho thủy. Do đó Thái Bạch kỵ với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, tím, cam, hồng và màu thuộc hành kim là màu trắng và màu thuộc hành thủy là xanh da trời và đen. Thái Bạch hợp với các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu. Vận hạn trong năm 2022 của những người tuổi Kỷ Mùi. Năm 2022 nhâm dần, Kỷ Mùi nam mạng gặp hạn Diêm Vương, nữ mạng gặp hạn Thiên La. Hạn Diêm Vương, trong hệ thống 8 hạn luân phiên đối với các lứa tuổi thì hạn Diêm Vương là một hạn rất đặc biệt. Cái tên Diêm Vương có thể hiểu theo hai ý nghĩa, có thể là sao Diêm Vương trong Thái Dương hệ, hoặc cũng có thể là tên của một vị thần trong góc độ tâm linh thì vị thần này cai quản linh hồn ở âm phủ. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà nâm sản nạn sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe.
Với những người đau ốm, nếu không chữa trị hoặc chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Người còn lại thì đây là một năm tuyệt vời với mọi người, nếu không mắc phải bệnh hoặc được chữa trị tốt đẹp thì năm nay lại là một năm ăn nên làm ra, phát tài, phát lộc, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì Hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát dưới đây. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi năm sản nạn chắc là mang vong. Và theo ý tứ của hai câu thơ trên, Hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa một cách nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến sức khỏe. Xét về Hạn Thiên La, Hạn Thiên La được miêu tả qua câu nói: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Có thể thấy rằng những người gặp phải hạn này trong năm sẽ luôn lo lắng, bất an mà không rõ nguyên do. Trong suốt cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều hạn nói chung và nhiều lần Hạn Thiên La nói riêng. Vậy nên chúng ta cần phải nắm rõ từng hạn, mỗi hạn chủ về lĩnh vực gì, nặng nhẹ ra sao để có thể lường trước mọi hậu quả mà gây nên cho mình cũng như cho mọi người xung quanh. Người gặp Hạn Thiên La cần đề phòng cảnh vợ chồng cãi vã, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các lứa tuổi. Trong năm, nếu gặp Thiên La thì sức khỏe tâm lý sẽ không được ổn định. Thiên La gặp phải thì tâm lý bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu ở góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đường số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thương nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm và thường mơ thấy những ác mộng. Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La trong môn tử vi đầu số thì sao Thiên La luôn được an cố định tại cung Thìn cùng với bộ sao Địa Võng, chỉ về hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức, luật pháp, nội quy, buộc con người ta phải tuân thủ và chấp hành. Nếu như vi phạm, làm trái, vượt qua thì thường gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì bị mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, bị cãi cọ, bị xã hội, dư luận lên án. Còn nặng, thậm chí phải chịu các mức án phạt theo quy định của nhà nước, của cơ quan, tổ chức hay đơn vị. Phận niên năm 2022 của những người tuổi Kỷ Mùi. Năm 2022, Kỷ Mùi gặp vận niên mã trúng đao. Mã trúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế, rất dễ gặp phải thất bại. Bản mệnh tốt nhất không nên cạnh tranh với bất cứ ai, việc của mình làm. Trong năm gặp vận niên mã trúng đao, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, đi sông nước cầu phà. Công việc kinh doanh làm ăn nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Về cuối năm thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 có phạm phải thái tuế hay không? Trong năm 2022 có 4 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Cụ thể, tuổi Dần phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, tuổi Thân phạm xung thái tuế, tuổi Hợi phạm phá thái tuế. Và như vậy những người tuổi Mùi trong năm 2022 sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai nghĩa là tài họa. Trong một đời người, sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, Mão và Mùi, gặp năm tam tai và các năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Như vậy năm 2022, Kỷ Mùi sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 có phạm phải kim lâu hay không? Kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi hoặc làm nhà. Kim lâu có 4 dạng. Thứ nhất là kim lâu thân, kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thứ hai, kim lâu thê, kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Số 3 là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong gia đình. Và cuối cùng là kim lâu lục xúc, kim lâu lục xúc có thể hại cho gia súc. Và nếu như ai làm ăn chăn nuôi thì hạn này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Và theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại
thì 1368 Thị Kim Lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, nếu như dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Và như vậy, trong năm 2022, Kỷ Mùi 44 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải Kim Lâu. Trong năm này, bản mệnh có thể làm những việc lớn như xây nhà, sửa chữa nhà cửa. Tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 có phạm phải Hoàng Ốc hay không? Hoàng có nghĩa là bỏ hoang trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là một ngôi nhà hoang. Đây là một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu như làm nhà vào đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc đang tiến hành gặp phải trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn thì khó phát đạt, sức khỏe, quan hệ gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi Hoàng Ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. Cụ thể như sau: thứ nhất là Nhất Cát, làm nhà gặp Nhất Cát sẽ có được chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông và thuận lợi. Thứ hai là Nhị Nghi, làm nhà gặp Nhị Nghi sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có. Thứ ba, Tam Địa Sát, làm nhà phạm Tam Địa Sát, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Thứ tư, Tứ Tấn Tài, làm nhà gặp Tứ Tấn Tài thì phúc lộc sẽ tới. Thứ năm, Ngũ Thọ Tử, làm nhà gặp Ngũ Thọ Tử thì trong nhà phần rẽ, lâm một cảnh tử biệt sinh ly. Số 6, Lục Hoàng Ốc, làm nhà gặp Lục Hoàng Ốc cũng sẽ bị phạm, khó mà thành đạt. Theo quan niệm dân gian, nếu như làm nhà vào Lục Hoàng Ốc, Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử thì dễ gặp hạn về bệnh tật, sức khỏe, tán ra bại sản. Và đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 70 năm tuổi thì sẽ có 29 năm phạm Hoàng Ốc, Thọ Tử và Địa Sát. Cách tính hạn tuổi Hoàng Ốc đơn giản như sau: chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là Nhất Cát, dư 2 là Nhị Nghi, dư 3 Tam Địa Sát, dư 4 là Tứ Tấn Tài, dư 5 Ngũ Thọ Tử và dư 6 Lục Hoàng Ốc. Như vậy, năm 2022 Nhâm Dần, Kỷ Mùi 44 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải Hoàng Ốc. Năm này, bản mệnh có thể xây dựng nhà cửa, sửa chữa nhà cửa. Tử vi năm 2022 Nhâm Dần của những người tuổi Tân Mùi 1991, chính xác, đầy đủ nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Tân Mùi 1991 đã trải qua năm 2021 Tân Sửu cho thấy rằng vận trình của họ cục diện lâm phải xung thái tuế, cho thấy đường số vấp phải không ít những trở ngại trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhất là phương diện tài lộc và sức khỏe. Và khi bước sang năm 2022 Nhâm Dần thì bản mệnh tuổi Tân Mùi sẽ được cát tinh chiếu mệnh. Thế nên về cơ bản, cuộc sống phát triển tương đối ổn định, suôn sẻ, nhất là về sự nghiệp. Các mối quan hệ, tiếp xúc không ngừng mang đến cho họ ngạc nhiên và cả sự may mắn. Và để tìm hiểu tiếp tục về tử vi tuổi Tân Mùi 1991 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ như thế nào, xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta đi tìm hiểu trong video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Tổng quan tử vi năm 2022 của những người tuổi Tân Mùi. Năm 2022, những người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ gặp năm 2022 mệnh Kim. Thổ sinh cho Kim là sinh xuất. Địa chi Mùi gặp Dần là bình hòa, không xung không khắc. Về thiên can, thiên can Tân gặp thiên can Nhâm là bình hòa, không xung không khắc. Những người tuổi Tân Mùi trong năm 2021 Tân Sửu cho thấy vận trình của họ cục diện lâm vải thái tuế, cho nên đường số sẽ vấp phải không ít những sự trở ngại trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhất là phương diện tài lộc và sức khỏe. Khi bước sang năm 2022 Nhâm Dần, bản mệnh được cát tinh chiếu mệnh, thế nên về cơ bản, cuộc sống phát triển tương đối ổn định, suôn sẻ, nhất là về sự nghiệp. Các mối quan hệ tiếp xúc không ngừng mang đến cho họ những ngạc nhiên và cả sự may mắn. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp trong năm 2022 của những người tuổi Tân Mùi tương đối lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh nguyệt đức, những người tuổi Tân Mùi có cơ hội làm việc và tăng dần lên trong năm 2022. Tân Mùi thường xuyên được cử đi công tác như một mục tiêu đào tạo trọng tâm. Thế nên những người tuổi Tân Mùi
tuyệt đối không được để vượt mất cơ hội tốt này. Bản mệnh phải thể hiện thật tốt bản thân, nỗ lực phấn đấu để có thể nhân cơ hội này mà sử dụng vào tài năng của mình. Chỉ có như vậy, những người tuổi Tân Mùi mới mong được thăng quan tiến chức, bứt phá được sự nghiệp trong năm 2022. Về phương diện tình cảm, vận trình tình cảm của những người tuổi Tân Mùi trong năm 2022 khá lý tưởng. Với sự trợ giúp của các ngôi sao casting khiến các mối quan hệ của những người Tân Mùi nâng lên rất nhiều. Bản mệnh thường được người khác yêu ái, chào đón trong cuộc sống nên mạng lưới phát triển của họ càng ngày càng nhiều càng tốt. Thậm chí Tân Mùi còn có cơ hội làm quen với những người bạn mới. Những người tuổi Tân Mùi đang có những người bạn cùng chí hướng, đồng thời đối với những người nhút nhát thì năm Nhâm Dần cũng là một năm quan trọng để họ gặp gỡ bạn bè mới, mở rộng các mối quan hệ xã hội. Bởi vậy, những người cầm tinh con dê cần phải chủ động ra ngoài, giúp đỡ mọi người và hiểu biết về bản thân hơn. Bản mệnh nên kết bạn nhiều hơn và phát triển các mối quan hệ xã giao trong năm 2022. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của những người tuổi Tân Mùi trong năm 2022 tương đối bình thường. Do bị hung tinh tiểu hào cản trở, thế nên tuy thu nhập tài lộc của con giáp này tăng lên, nhưng năm nay bản mệnh phải khống chế được việc chi tiêu quá nhiều tiền trong cuộc sống. Đặc biệt một số người tuổi Tân Mùi đi làm ăn xa chắc chắn sẽ phải chi trả cho sinh hoạt phí rất cao. Vì vậy để tránh tài lộc của bản thân bị giảm sút nghiêm trọng, những người tuổi Tân Mùi cũng nên ghi chép lại thu chi hàng ngày, nắm chắc cân đối thu chi tiêu càng ít càng tốt để tránh tiền mất tật mang quá nhiều. Về phương diện sức khỏe, vận trình sức khỏe trong năm 2022 của những người tuổi Tân Mùi là điều đáng lo ngại nhất. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh tử phủ, những người cầm tinh con dê trong năm nay gặp nhiều tai nạn đáng tiếc, đặc biệt là những người tuổi Mùi sống xa nhà, cẩn thận kẻo gặp phải những tai nạn không đáng xảy ra. Do đó, Tân Mùi phải chú ý thận trọng hơn trong cuộc sống, luôn đề cao cảnh giác. Đừng để các bộ sao hung tinh, các nguy hiểm có cơ hội phát tác. Ngoài ra trong năm này, bản mệnh cũng nên rèn luyện thân thể, đừng quá lười biếng, nếu không rất dễ gặp đau ốm, bệnh tật. Về sao chiếu mệnh trong năm 2022 Nhâm Dần của những người tuổi Tân Mùi. Năm 2022, tuổi Tân Mùi nam mạng gặp sao Thái Dương, nữ mạng gặp sao Thổ Tú. Về sao Thái Dương, Thái Dương là chính tinh quân tốt nhất trong số 9 cửu diệu chiếu mệnh hàng năm, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao này chiếu thì tài lộc tiền tài của cải chất như núi, đi làm ăn xa gặp được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới vào tháng 6 tháng 10 âm lịch. Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ khi được sao này chiếu. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang, công danh rộng mở, phát tài, phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may mắn. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu cũng sẽ rất tốt, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, càng ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp chút tài ách vào tháng 6, tháng 10, nhưng đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại cho lắm. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ sau đây. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10, tháng 6 có mà tiền vơ, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra trồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì họa lây. Thái Dương thuộc mộc la cây, mùa thu kỵ lắm khác ngay với mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất cho thổ. Do đó, Thái Dương kỵ với các màu thuộc hành thủy là đen, xanh da trời, và màu thuộc hành thổ là nâu, vàng. Thái Dương hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím, và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Nữ mệnh gặp sao này kỵ nhất là vào tháng 6, tháng 10 âm lịch, có thể gặp tài ách xui rủi. Nhưng đây là phúc tinh nên không đáng quan ngại cho lắm. Còn về sao Thổ Tú, sao Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn.
hạn của sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang điều xấu, nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi, không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại, qua năm tới rồi tính tiếp. Tuy nhiên, người mệnh thổ gặp sau này thì không đáng lo ngại cho lắm, trong lòng hay man mát nỗi buồn, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Nếu bản mệnh là người cao tuổi, dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị, vì vậy không nên nuôi con vật gì cả. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau: Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chẳng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dụng lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thiên bố đức việc gì cũng qua. Sao Thổ Tú là một hung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với hỏa, bình hòa với thổ, tương khắc với mộc, sinh xuất cho kim. Do đó Thổ Tú kỵ với các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, hành kim là màu trắng bạc. Thổ Tú hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím, xanh nước biển, và màu thuộc hành thổ là vàng, nâu. Năm có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì 6 tháng đầu bình thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi hơn, tháng 1, tháng 8 âm lịch dễ có chuyện đau buồn. Vận hạn cho năm 2022 của những người tuổi Tân Mùi. Năm 2022 nhâm dần, tuổi Tân Mùi nam mạng gặp hạn toán tận, nữ mạng gặp hạn huỳnh tuyền. Về hạn toán tận, toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài. Khi đi đường, nếu mang nhiều tiền bạc trang sức đắt giá, dễ gặp cướp, có thể dẫn tới phong mang. Nếu khai thác lâm sản, hụn hạp thì sẽ bị tai nạn, vì vậy cũng không nên chung vốn làm ăn. Toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những dạng tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng, khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột có thể xảy ra như là tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến đột quỵ. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá đây là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác, thường chỉ hao tiền tốn của hoặc là hạn chỉ có bệnh nhẹ mà thôi. Với những người gặp hạn toán tận, cần phải thực hiện những điều sau đây. Thứ nhất, tuyệt đối không được mang theo nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm, đi ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà không bị nguy hiểm tới sức khỏe. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất không nên chung vốn làm ăn, kẻo bị tai nạn, cũng sẽ bị hao tiền tốn của, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, bởi vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc thuộc trong những lĩnh vực nguy hiểm thì cần phải đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ, cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ tư, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa lắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió. Về hạn huỳnh tuyền, huỳnh tuyền là hạn chủ với sức khỏe, chủ sự thường gặp những chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm, kinh doanh thì kỵ đường thủy, để vẹn toàn không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được đứng ra bảo lãnh cho bất cứ ai, bởi vì ác sẽ nảy sinh những chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tuyền có thể mắc các chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm, thường hay bị chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn kinh doanh, nếu như kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, ác sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở.
Nhìn chung tất cả những công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu đứng ra làm bảo lãnh hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ mang theo họa, gặp nhiều chuyện bất lợi, dẫn đến tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như gia đình của mình sẽ không được ổn định. Vận niên năm 2022 của những người tuổi Tân Mùi. Năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Tân Mùi gặp vận niên mã trúng đao. Mã trúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế, rất dễ dẫn đến thất bại. Bản mệnh tốt nhất nên mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai trong bất cứ việc gì, việc mình làm. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế những việc đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Với cuối năm mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tuổi Tân Mùi trong năm 2022 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2022 có 4 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Cụ thể, tuổi Dần phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, tuổi Thân phạm xung thái tuế, tuổi Hợi phạm phá thái tuế. Và như vậy, tuổi Tân Mùi trong năm 2022 sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Tân Mùi trong năm 2022 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính hạn của 35 liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai là tai họa. Trong một đời người, cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 35 liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, Mão và Mùi gặp năm tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Như vậy, năm 2022, Tân Mùi sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Tân Mùi trong năm 2022 có phạm phải kim lâu hay không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh thủy cưới hỏi và làm nhà. Kim lâu có 4 dạng, đó là kim lâu thân là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử là kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong gia đình. Kim lâu lục xúc là kim lâu có thể hại cho gia súc. Và với những người làm ăn chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thì kim lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì sẽ phạm phải kim lâu. Cụ thể, dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Và như vậy, trong năm 2022, Tân Mùi 32 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải tuổi kim lâu. Tuổi Tân Mùi trong năm 2022 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ. Nếu như làm nhà vào đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc xây nhà đang tiến hành gặp phải trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe và quan hệ trong gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi hoàng ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu. Cụ thể, thứ nhất là nhất cát. Làm nhà gặp nhất cát sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi. Thứ hai là nhì nghi, làm nhà gặp nhì nghi sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có. Thứ ba, tam địa sát, làm nhà gặp tam địa sát gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Thứ tư là tứ tấn tài, làm nhà gặp tứ tấn tài thì sẽ có phúc lộc. Thứ năm, ngũ thọ tử, làm nhà phạm ngũ thọ tử thì trong nhà sẽ chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Thứ sáu, lục hoàng ốc, làm nhà gặp lục hoàng ốc cũng sẽ bị phạm, khó mà thành đạt. Theo quan niệm dân gian, nếu làm nhà vào các năm lục hoàng ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử, gia chủ dễ gặp vấn đề về bệnh tật, sức khỏe, tán gia bại sản. Và đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 70 năm tuổi thì có 29 năm phạm phải hoàng ốc, thọ tử hoặc là địa sát. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc đơn giản như sau: chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát,
dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Mùi 32 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hoàng ốc, ngũ thọ tử. Xin chào và hẹn gặp lại.